Quay trở lại kênh YouTube của Huyền Audio trong video ngày hôm nay nhá. Và tiếp tục tham khảo video thì ngày hôm nay cửa hàng bên em lại lên cho toàn thể các bác, đó là cái mẫu đẩy 4 kênh. Ở đây là một trong những dòng đẩy thương hiệu hàng chính hãng của Adly, mã có lô là B1004 các bác nhá. Rồi vào video thì rất mong sự ủng hộ của bác đi qua, vui vẻ ủng hộ cho cửa hàng em online nhá. Và các bác nào vô tình thấy video của cửa hàng bên em thì các bác hãy nhớ ấn đăng ký kênh, nút đỏ phía dưới và đồng thời bật chuông thông báo để cập nhật tất cả các video của cửa hàng bên em. Thì ngay vào đầu video thì bên cửa hàng bên em cũng đã test thử cho toàn thể các bác nghe với cái chất lượng của cái dòng đẩy này, cho chúng ta một cái tiếng chất âm ra cực kỳ là hay. Và phía mặt đằng trước của các bác đây thì các bác cũng đã nhìn thấy với dòng mẫu đẩy size U mặt màu đen và có hiển thị đồng hồ với nút nguồn ở phía chính giữa và hai bên vế công suất thì hai kênh ở hai bên và hai bên đều in tên thương hiệu hàng thương hiệu hàng hãng của Adly. Và em cùng các bác sẽ đi trải nghiệm về bên trong nội thất của dòng đẩy này và em cũng đã tháo ra cho toàn thể các bác xem để các bác biết về cái chất lượng của con đẩy này. Và tí nữa thì bên em sẽ báo giá trực tiếp của dòng sản phẩm đẩy này cho toàn thể các bác nắm bắt được. Rồi trước mặt các bác đây thì các bác cũng nhìn thấy đây là một trong những dòng đẩy rất là xịn sò. Và em cũng nói luôn với dòng đẩy chạy 64 sò, công suất mỗi kênh đạt tới 1000W một kênh và có 16 tụ lọc cho hai vế công suất. Và nguồn con này thì cực kỳ là to. Xoay cho toàn thể các bác đây, nguồn 100% là nguồn đồng nha các bác nhá. Với dòng đẩy này thì chuyên dụng của mã này thì họ rất nhiều anh em cũng đã dùng để đánh sự kiện hay là đánh vào trong phòng hát thì nó rất ổn định với công suất lên tới 1000W một kênh và chạy mạch class H các bác nhá. Chạy mạch class H và phía hai bên thì hai vế công suất thì của chiếc đẩy này thì nó có 4 quạt làm mát các bác nhá. 4 quạt làm mát, các bác nhìn thôi thì nội thất của con đẩy này nó khá là đẹp. Khá là đẹp và đặc biệt các bác phải chú ý tới mặt đẩy, đúng không? Với mặt đẩy size 2U và thật sự các bác là với những dòng đẩy 4 kênh mà đẹp như thế này thì thật sự các bác là trên thị trường thì cực kỳ là ít các bác nhá. Kể cả tất cả các dòng đẩy chính hãng cao cấp khác thì họ cũng không thể nào thiết kế được một cái chiếc đẩy mặt đẹp như thế này. Và em dám khẳng định là cái giá trên cả tuyệt vời cho toàn thể các bác. Và anh em chơi thì liên hệ trực tiếp qua cửa hàng bên em để sở hữu một chiếc đẩy 4 kênh công suất 1000W một kênh, dòng thương hiệu dòng Adly B1004. Với dòng đẩy này thì công suất của nó thì rất là lớn, cho chúng ta chơi thoải mái đôi loa bát 40 hoặc là thoải mái đôi loa bát 30. Với thiết kế thì rất là đẹp và các bác kê trên tủ kệ máy nhà bác thì thật sự các bác là quá lý tưởng luôn. Và em test lại một lần nữa cho toàn thể các bác và bên em sẽ báo giá cho toàn thể các bác nắm bắt được. Rồi các bác đi qua thì vui vẻ ủng hộ cho cửa hàng em online nhá. Đấy. Sự các bác là với chiếc đẩy này thì cho chúng ta một cái tiếng chất âm cực kỳ là hay và rất là sáng các bác nhá. Với sự lựa chọn hoàn hảo của toàn thể các bác đến với cả cửa hàng bên em. Và em cũng báo giá luôn với chiếc đẩy này, bên cửa hàng bên em đang bán với cái giá là 9.500.000, đúng không ạ? 9.500.000 và bên em sẽ hoàn toàn miễn phí ship cho tất cả các bác trên mọi miền của Tổ quốc nha các bác nhá. Rồi các bác đi qua thì vui vẻ một lần nữa thì các bác ủng hộ kênh của bên em bằng cách là ấn like và ấn nút đỏ để đăng ký kênh của bên em nhá. Rồi kết thúc video tại đây thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của bên em. Xin chào và cảm ơn toàn thể các bác đã chú ý theo dõi nhá.